Ok, hello các học pro nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Thì mình là Dominic Vundet đây. Thì vừa qua mình có giới thiệu cho mọi người một số deck như kiểu là Poro hay là Pantheon UD ấy. Thì mình cảm thấy là những cái bài đấy nó khá là về lay ấy, nhưng mà kiểu cái lay của nó là cái lay tăng chỉ số. Vậy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái bài lay nhưng mà là lay cảm tử nha. Thì đầu tiên gồm có những gì? Mọi người sẽ có cho mình là cái biểu tượng phai nhạt để tạo ra một cái lá con mồi. Cái này là dùng để hiến nha, hoặc là dùng để những cái lá như là khai nhãn hay là kiểu tiêu diệt một đồng minh ấy. Khung ca quần đảo này là ban hút máu đáng sợ và cảm tử. Cái này thì phòng khi mà mọi người không còn cái gì để dép nữa thì có thể dùng cái này cho bất cứ con nào trên sân cũng được. Dùng để nó hút máu rồi dép đến chết mà thôi. Song luyện này thì chủ yếu là để mình đem theo phòng ngừa cái việc mà mình bị ấy thôi, kiểu không đủ đam hay là không đủ máu đếp hay là cái gì đấy. Giới ấn tử thần này là xóa bỏ cảm tử một đồng minh sang cho một kẻ địch. Thì thường là dùng để mình mấy cái lá như này này, mình có thêm cả cái lá giới ấn tử thần ấy, thì nó sẽ kiểu đẩy hết sang cho mấy cái con anh hùng bên kia. Kẻ bất tử thì đơn giản mà, tại vì cái lá này nó có thể hồi sinh lại và ban cộng một nên là dùng để hiến bài cũng khá là ok. Những cái round nào mà mình không có lực tấn công thì có thể dùng cái lá khai nhãn và con này cũng được. Tinh linh con lành thì dùng để hút máu chắc cũng không còn gì để nói ha. Trảm hồn hy sinh một đồng minh thì chiều hồi hai mặt xa cảm tử, thì cái này thường là dùng để cho con Kalista ấy. À không, và Kalista nhầm, cái này thường là dùng để cho mấy cái con nhà tinh linh con lành ấy, những cái round mà nó đông kiểu nó đông quái, đông tùy tùng quá ấy, mình không có cái gì để mình đép thì có thể dùng cái lá đấy cho mấy cái con hút máu này này để nó ra nó hút một lượt mười mấy máu rất là ngon luôn. Hy sinh một đồng minh để gây sát thương tương đương với một kẻ địch thì thường là dùng để cho mấy cái lá gì ta, mấy con mà màn xương xâm chiếm ấy đây, mà nó cộng một cao, kiểu cái chỉ số nó cao rồi thì mọi người có thể dùng cái lá này cho thẳng vào đầu mấy cái con anh hùng bên kia luôn cũng được. Bộ linh hồn là để búp siêu thôi. Go get it là dùng để kéo một bài quân anh hùng về và triệu hồi thay vào đó một bản sao cảm tử. Thì cái này chắc là mọi người cũng đã biết cách sử dụng rồi nhỉ. Bình minh và hoàng hôn là triệu hồi hai bản sao y hệt của một đồng minh. Thì cái này mới đúng là thường dùng để cho con Kalista này. Khi mọi người dùng cho Kalista, mọi người sẽ kéo được tận 3 con Kalista ra ngoài sân cơ. Và 3 Kalista đấy sẽ kéo thêm cả 3 con tùy tùng cảm tử nữa. Phòng trường hợp ví dụ như mọi người cái con tùy tùng mà đã hy sinh của mọi người nha, là cái con chỉ số cao nhất là con này đi, thì nó sẽ kéo ra 3 con hiểm họa biển sâu. Lúc đấy nó hút 15 máu và gây 15 đam. Khá là khủng khiếp đấy. Phùng hận này là để giết bài bên kia thôi. Bạo tàn cũng thế hết. Và cả hòa chiến sư thì dùng để hồi sinh mấy cái bài anh hùng. Thì thôi không dài dòng liên thuyên nữa, mình sẽ vào thẳng cái trận đấu luôn để cho mọi người xem là bài này nó sẽ trông như thế nào nhé. Ok, trận này gặp Azir với cả Galia cũng được nhỉ. Bài này thì thật ra mình không có sợ Galia với cả Azir lắm ấy, tại vì mình cũng khá là nhiều hút máu. Mới đầu vào có hai con hút máu ấy kìa, tinh linh ngon lành và hiểm họa biển sâu à, thảm hồn luôn. Tầm này nếu như Kalista ra thì mình có thể cho Kalista thăng cấp cũng được. Có hút máu cương xương cũng vui. Mình cũng khá là thích mấy cái bộ mà cắt tiếp đầu ấy. Chế phẩm cổ đại à?
Thường thì bài này mình cũng không lạ gì mấy cái vụ mà địa danh một mana với cả bật tùy tùng một mana đâu. Azir với Velia thì hàng đống. Mình cũng ghét cặp này ghê. Nhưng mà nhiều người cũng ghét nó chứ không phải mình đâu. Để xem. Dấu ấn tử thần. Úi dồi. Chắc là mình cắm vào đầu con tinh linh ạ. Azir. Mày chết. Mày kéo con Azir ra lúc này là mày chết. Mẹ găm cái phi tiêu vào đầu nó đi Z. Đúng rồi, găm cái phi tiêu vào đầu nó. Mày chết mày chưa? Cho mày chưa? Mày tích xua cái gì ta? Mày tích vua Suriman hả? Tích vua Suriman. Này thì vua Suriman này. Đánh luôn. Lấy 5 tiết của nó. Mà bố chi trời. Ủa. Dùng hết mọi thứ để bắt cái con ngọa bình sâu mình kìa. Kinh thế. Kinh thế ông nhõi này. Kinh thế ư. Kinh vậy sao. Sợ lắm luôn á. Ủa, Kalista. Vẫn là gì ạ? Ok, vậy thì Kalista ra nè. Cái này gọi là gì ta? Kiểu tiếp chiêu ấy. Bạn gọi anh hùng của bạn ra, mình cũng gọi anh hùng của mình ra. Nào gì bạn đã gần thang luôn rồi. Hút lại. Đẩy cây như cũ. Ok, lên luôn Kalista ơi. Lên luôn, game on baby, game on. Tầm này Kalista thăng cấp mà kéo được mấy con hiểm họa biển sâu cảm tử kia ra. Trời ơi, nó hút kinh dị. Vãi cả không đâu nha. Chịu. Chơi thế thì chịu. Mà không sao, Kalista không thăng kiểu này thì thăng kiểu khác. Đường nào thì cũng lên đỉnh thôi chị tôi ơi. À, con gà thăng cấp à? Cũng kinh đấy, cũng ra gì đấy. Hai con hút máu, hút 9 máu. Cô tách xì tin. Ôi. Ây à. À, mình đi sao chép con Kalista ra nhưng mà phí nhỉ. Tôi chắc sẽ skip đợi con nó làm trò trống gì đi. Tầm này là mình sẽ hiến luôn cả con hiệu quả bình sâu với cả con tinh linh ngon lành nhé. Vậy là sẽ được hai đồng minh sinh mình định. Thôi, bỏ đi. Bây giờ đằng nào con Azir nó cũng ăn 5 đam mà dùng cái bảo tàng thì lãng phí. Rồi. Ủa, sao không mà đi? À, hồi sinh anh hùng đồng minh chứ không phải là hồi sinh tùy tùng đồng minh. Mình đọc được có mỗi cái câu là hồi sinh đồng minh thôi, thế là mình cứ đinh ninh là sẽ hồi sinh được cái con một biển sâu ấy. Trời ơi, phí không kỳ chứ. Thôi không sao. Gọi thêm hai anh Kalista nữa ra chơi. Tiếc vãi, tự dưng mất cái lá kia ạ. Ôi, Velia kìa. Thăng cấp luôn. Ừ. Nhớ cảnh đầu tiên của Avi không? Nó sẽ lặp lại với Velia của mày đấy.
Con súc vật à? Có từ chối không? Không có thì mất con Irie. Rồi, Calista lên luôn. Hai con Calista. Mà thường thì mình chỉ dùng mỗi một con thôi. Con Calista là chắc mình sẽ để cho cái bảo tàng gây sát thương vào nhà chính của đối thủ ấy. Tiên đoán này. Tiên thì nhiều vào, đoán thì nhiều vào. Hai cái bảo tàng mà không thử con Irelia nó thì lại quý quá. Đúng không? Phải tử thôi. Rồi. Lên luôn cái mũi giáp hắc ám vào đầu con Azir thôi. Khứa 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 khứa. Woman. Đấy là cách mà Kalista thiết đãi đối thủ của nó đấy. Rồi bây giờ chuyển sang mình rồi, kéo cái con hiểm mọi biển sâu ra hút máu thôi. Easy. Cửa cửa cửa. Ôi dồi ôi, cả khúc kìa. Oh my god, đau thế không biết. Kìa kìa kìa. Là tiên đoán hả? Rồi có thêm bài để đếp rồi, kỳ này tao chấp luôn cả con Nazi mà ra lần nữa ấy. Go get it. Go get it. Looking for a daring escape. Mày cũng không... Khoan từ từ, ủa tại sao mày lại dùng cái cái đít ra này ta? Nhầm nhầm nhầm. Ui. Tôi cũng được tí người dùng của bảo tàng luôn. Đây rồi, bảo tàng đi. Từ từ đó. Búa kiếm 2 cũng kinh. Trời luôn, con nó định làm gì? Ui dùi ui, cái gì đấy? Bảo tàng nhà chính quá ha. Ừ. Tầm này cứ cắt tiếp nó từ từ đi. Ây da, ây da. Xấu tít rồi tôi. Walk softly, strike quickly. Thốn phép thế, không đùa đâu. Nhưng mà mày quên là tao có con hiểm họa điểm sâu mà đúng không? Ơ cái lít tán nó kìa. Nhiều ấy. Đánh luôn đi, ok. Lên. You seek an audience? You and what army? Lần nào con đấy nó cũng chết thôi, cho cầm từ luôn. Mười sáu máu.
Tầm này thì mình chơi với nó đến Tết Congo. Người bốn sắp thăng lên một bài quân thì xiên nó. Thôi bỏ đi, nói đùa thôi, tôi chỉ tự dưng ra phí rồi. Cả đằng nào cũng giết được nó đâu. Ủa, Diego. Lên. Mày chết mày rồi con. Mày lấy cái con lá con mồi ra đếp nha. Tập này mình không muốn gây hại gì đến tất cả Kalista cả, vì bà này có khả năng gọi là kéo không? Cái con hiểm họa biển sâu ra hút máu ấy, nên thôi để bà ấy mất thì là phí. Con mồi tiếp này. Ok, Diego cũng gần thăng cấp rồi, từ từ đó. Rồi ok, xiên chết đi. Mày. Tầm này mình khỏe rồi. Nó chỉ có đét bình thường thôi. Là bây giờ nó đét theo kiểu gọi là đét được bao nhiêu thì đét đấy chứ. Cút tiếp. Và tiếp tục kéo ra được thêm một cái con mảng tự chiến kìa. Viego được cái mạnh ở chỗ là nó cứ kéo thêm mấy con mảng tự tâm chiến ra xong tự bút cộng một con một bản thân ý. Nhìn khó chịu cực. Tinh linh ngon lành lại hút máu. Bà này của mình chơi quanh đi quẩn lại có bao nhiêu đó thôi. Thu về và bước với bước nhảy hoàng vũ à. Tao cho mình nhảy đầm luôn đi. Rồi ok. Tầm này đi lên luôn đi, tại vì mình muốn lấy thêm nhiều máu một tí. 19 mà à, cái gì ra tổng là 19 máu. Khá là ngon. Tàn này thì cứ chơi tàn tàn thôi, mình thế này, cái trận này là mình thắng rồi đấy. Tại vì tí Viego thăng cấp luôn đây này. Là nó có kéo thêm 7 anh hùng ra thì nó cũng thua thôi. Ai chứ Viego để khắc chế cái đám anh hùng kinh và lừa. Đúng là anh vua mất vợ. Nó kéo cái Goliath thiệt kìa. Đùa, đùa tôi chắc. Ở bước nhẽ hoàng vũ. Đẹp thì cho nó vui ha. Đẹp cho nó vui. Kiếm. Rồi ok. Bye Elia. Bye bye. My name will echo through the ages. Bỏ đi, mình mới không muốn gây hại cho Kalista đâu. Thật. Bài này có mỗi bài gái mà. Viego thì kéo thêm bài thì bao nhiêu kéo thêm. Nên dùng ta bỏ đi. Kệ nó. Chắc là dùng thôi, đâu dùng thôi. Không không khoan nhượng được nữa, tại vì nó còn kéo thêm hai con lính cát ra là mệt đếp mệt đấy. Này ba con Viego đét thì dư sức.
You cannot stop me. You matter so little. Ow, ow. Đau đấy, không đùa đâu. Rồi, nói lời tạm biệt đến với Asia thôi. Bài Asia. Lên luôn. Kết thúc rồi. Không còn gì để đắn đo trận này nữa. Bye bye. Cửa. Ok, trận này cũng dài, bắt giờ hơn hẹn mọi người vào các clip lần sau của mình nha. Bye bye mọi người.